Mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì em lại đi đến quán đồ cũ quý vị ạ. Lâu nay thì dịch bệnh ít đi, đợt này thì tiêm xong 2 mũi tất cả rồi. Mà chỗ khu này thì gần như tiêm hết rồi. Mà dịch bệnh bên Nhật giờ kiểm soát cũng khá tốt. Một ngày Tokyo ngày còn hơn 100 ca thôi. Trước là Tokyo ngày mười mấy nghìn ca. Đấy, mấy nghìn ca, có khi thời điểm dịch điểm là Nhật 20.000 ca, nhưng mà giờ thì cả nước còn mấy trăm ca trên ngày thôi. Thì vì người ta tiêm 2 mũi hết rồi. Gần hết rồi. Em cũng tiêm xong rồi, em cũng an toàn hơn một chút so với trước. Đi quay viện chị của chủ coi mấy loa có đồ cũ. Cũng không có loa gì gọi là đặc sắc lắm, nhưng em cũng có một vài cái loa cho quý vị của chú anh chị cùng tham khảo mà. Ví dụ đây là một con em Alpha 20 của Infinity. Con này giá, nếu mà so với giá của tầm con này thì em nghĩ là giá hợp lý. Giá quá là ok. Con này thì giá cả thuế là 16.500 nha quý vị, tầm 3 triệu rưỡi 2 triệu rưỡi Việt Nam đồng chưa cước. Cước ở đôi này thì nó rồi tầm 2 triệu tầm đó, như tầm vậy, đến tầm 6 triệu về Việt Nam gì đó. Không biết là so với Việt Nam thì thế nào thì em cũng không nắm được đôi này Việt Nam lắm. Nhưng mà hình thức của đôi này thì thực sự rất là đẹp. Nó tầm 90% trở lên, hầu như là không có những cái vết xước cái răm hay là gì mấy, nhưng mà Nhật dùng giữ thật. Con này giá mới của nó là 64.800 cơ, khoảng tầm 13 triệu chưa thuế, chưa cước. Thì đây xem nào, đây người ta ghi đây, kết nối với loa súp các thứ, 50Hz đến 22kHz này, 89dB này, trợ 8 ohm này, bảo hành 3 tháng này. Em tháo cái căng ra quý vị cùng coi. Đấy, nó đẹp, lỗ thông hơi chạy này, logo Infinity thì có phản quang luôn. Đấy, nó có rất là đẹp, cái màng loa là rất là đẹp luôn. Đóng lại cho người ta đã, chọc máy lung tung như lúc đi qua người ta thấy, người ta có ông nào khó tính ông nhắc. Đấy, cho một đôi nha quý vị, rất là đẹp này. Đấy, Infinity Alpha 20 nha quý vị. Bên cạnh đây Yamaha NS100, cái là 100W đến 300W, 6 ohm điện trợ, giá thì rẻ. Đây, cũng rất là đẹp. Đây, đây là loa tép, có Hekomi, có cái lõm. Người ta có ghi lên đây, Hekomi Ari này. Đấy, 9.000. Chưa thuế vào là 10.000, 2 triệu hơn 2 triệu chút. Thuế cước đôi này lại cũng nặng đấy, của đôi này nó nặng đấy quý vị. Em sẽ quay phía sau là quý vị coi cái đôi Infinity này chẳng rất đâu trước á. Đây quý vị nhé, Infinity Alpha 20 này sẽ trợ 8 ohm, là sản xuất tại bên Đan Mạch nhé. Châu Âu đàng hoàng nhé, chọn chọn châu Âu luôn. Đấy, còn mấy cái chỗ này chặt quá, chắc em xin phép em không quay xa. Đôi Yamaha này 300W tối đa khá khủng nhỉ. Đây rồi, nó sẽ kích kinh này. Các cái bờ rỡ. Nó có cái dây kết nối là bị chỗ kết nối nó bị khuyết, nên là dùng dây cắm vào. Kenwood LS11SES 7000, 7000 thì nó 1,5 triệu, 130W 6 ohm. Này em coi mấy con này quý vị, chỗ này nó hơi ngược sáng tí, hơi khó nhìn chút. Cái này là đường nông SC210, cũng màu khá là độc, màu gỗ xám nó khá độc, 120W 6 ohm quý vị, là hai way và 3 speaker. Đây, này cũng khá là nhiều loa, đợt này khá là nhiều loa, tuy nhiên mấy lòng bao biết thì nó hơi ít, nhưng mà loa cái dạng loa kiểu này thì nó khá là nhiều. Chỗ này mấy loa to chắc em chẳng quay. Diatone to đùng có 13.000, 3 triệu bạc to đùng.
Pioneer, Yamaha, Sony, rất nhiều đây, còn JBL 4312M series 2 hàng mới. Shinjuku, hàng Shinjuku này là hàng cũ nhưng mà chưa sử dụng nha quý vị. Còn có 1 năm này. Đấy. Giá mới là 68.000, giá cũ vẫn 55.000. Nó ba quay 6 ohm và 75W. Đấy, tần số thì 50Hz đến 50kHz. Cả thuế và 60.500 tương đương khoảng tầm 13 triệu gì đó. Đô tí này 13 triệu. Cho cước cái JBL thì là 99% ở China rồi. Đó, các cái đời mới sản xuất China, đời cũ thì có thể ở chỗ khác nhưng mà đời mới thì China rồi. Technic các thứ. Mấy đôi này chắc không quay sang bên này, còn mấy đôi này em sẽ sang quay quý vị. À, loại center à. Victor SX 9C7 8,5 đường kính. Wow, chất ghê. Đây. Đẹp ghê. 9.000, 9.000, 9.000, 10.000, 2 triệu. Con này là vừa làm loa súp đây. Super Ufer. Trên này mấy đôi lobo này nằm đây lâu lắm rồi. 101 IT này. Nhiều anh có bình luận trên video của em hỏi mua, nhưng mà khi nhắn tin gọi nhắn tin thì hỏi xong một lượt thôi. Thì chắc là cũng không chưa ưng lắm, vì nó thực ra mà nói đôi này nó cũng không được đẹp lắm. Xấu hơn mỗi đôi trước em bán nhiều. Bây giờ em chăn được nó đẹp hơn nhiều, nó không bị rách mấy lỗ này. Màu nó đẹp hơn cơ. Ở trên này thì có mấy cái gì đây? Onkyo thôi, chắc là đẹp quay nè. Onkyo này, nhiều này. À, JBL đi. JBL Control 1 Extreme. 16.500 khoảng tầm 3 triệu rưỡi. Hai way, hai loa. Đấy, đây 1,2 như đây. Luma gì? Đây Luma. Neto Moro. Nó có cái con này thì bảo hành 3 tháng, nó có thêm đi kèm với cái Neto Moro là gì? Victor này. Bow này. Bow 125 nha quý vị. 60W 6 ohm này, đẹp thế. Đẹp thật. Em sẽ quay xem ở phía sau như thế nào. Giá mới 50.000 nhá. Giá cũ 22.000, là tầm 4 triệu rưỡi. 60W 6 ohm. Đấy. Bên này thì có thằng Uviron của Dali. Cũng 41.800, khá đắt, gần 8 triệu rưỡi rồi. Con này thì có nguyên hộp, nguyên dãy thuyết minh luôn, 6 ohm, không thấy cái công suất ở đây, đây thì em sẽ lật ra phía sau. Cái này cũng là một đôi JBL 4312M, 49.500, 10 triệu hơn. Đấy thì 6 ohm, bảo hành cũng là 3 tháng, giá mới gấp đôi. Em sẽ quay lại con này phía sau cho quý vị cùng coi một chút. Đây nha quý vị, 4312 này thì made in China rồi. Thì JBL thì đời mới sản xuất ở China thì rõ ràng rồi. Quý vị nào mà yêu cầu sản xuất tại Nhật Bản thì cũng khó. Không có, trước cũng có anh chị yêu cầu sản xuất tại Nhật Bản, nhắn tin em yêu cầu tìm loại sản xuất Nhật Bản đấy. Nó không có nhá. Còn bên này còn Eberron của Dali này thì sản xuất tại Đan Mạch luôn nhá. Design Berlin Đan Mạch, thiết kế tại Đan Mạch, nhưng còn manufacturer thì là PRC, People Republic of China, viết tắt là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, để tránh cái việc made in China. Thì là made in PRC cũng là một, cũng là China hết. Còn bên này thì em bao này thì là Birmingham của Mỹ, USA luôn. Còn này thì là sản xuất Mỹ nha quý vị nhé. Còn Dali này thì vẫn là made in PRC thôi, hồ cẩm đào. Đấy, thì em sẽ quay cái máy loa này lại trả cho người ta đã. Đây quý vị nhé, thì ở người Nhật đây thì người ta cũng rất ghét China luôn.
ở trong công ty nói cái gì vaccine có made in China là nó nhăn mặt ngay, nhưng mà thực ra là hàng hóa bên Nhật này thì hơn 90% là sản xuất tại Nhật, sản xuất tại Trung Quốc là bản thân Nhật, vì Trung Quốc nó thực sự đã trở thành công siêu thế giới từ trước rồi. Các tập đoàn ở Nhật thì để hàng bên đấy, nhà máy bên đấy sản xuất rất là nhiều, sau đấy mình nhảy sang Việt Nam thử các nước Đông Nam Á. Trung Quốc đã mở cửa trước nên là nó đi nhanh hơn. Còn chỗ này là một số cái loa center Yamaha đơn hông con kêu thì nha, gọi qua một lần rồi nên em hạn chế quay lại đấy, thì em xin chấm dứt cái video này tại đây. Xin cảm ơn viện chia của chú và ủng hộ với phụ, và xin trân trọng hẹn gặp lại trong các video lần sau.